Khỏe tự nhiên xin kính chào quý vị khán giả. Các bạn thân mến, hôm nay Sức khỏe tự nhiên xin gửi đến các bạn những thông tin hữu ích về sức khỏe sau đây. 10 lợi ích tuyệt vời của húng quế. Húng quế là loại rau gia vị được sử dụng phổ biến trong các món ăn thường ngày. Đây cũng là một trong những loại rau mà lại nhiều lợi ích cho sức khỏe với rất nhiều công dụng chữa bệnh khác nhau. 1. Ngừa bệnh tiểu đường. Lá húng quế chứa nhiều chất chống oxy hóa và các tinh dầu giúp sản xuất ra các chất như eugenol, methyleugenol và cariflen. Đây đều là những chất có tác dụng hỗ trợ cho các tế bào beta của tỳ tạng, những tế bào có chức năng dự trữ và phóng thích insulin hoạt động bình thường. Điều này giúp làm tăng khả năng nhạy cảm với insulin, làm giảm mức đường huyết nên có thể điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả. 2. Bảo vệ tim. Hợp chất chống oxy hóa có tên gọi là eugenol, vốn rất dồi dào trong húng quế, giúp bảo vệ tim bằng cách giữ cho mức huyết áp luôn nằm trong tầm kiểm soát, đồng thời còn làm giảm mức cholesterol trong cơ thể. Chỉ cần nhai vài lá húng quế khi bụng còn đói mỗi ngày, bạn đã có thể bảo vệ sức khỏe cho tim, giúp phòng tránh những căn bệnh về tim. 3. Phòng chống ung thư. Giàu chất chống oxy hóa, lá húng quế được cho là có thể giúp làm ngừng quá trình phát triển của bệnh ung thư vú và ung thư miệng do nhai thuốc lá. Những hợp chất có trong loại rau này sẽ ngăn máu chảy về các khối u bằng cách tấn công vào những mạch máu nuôi sống chúng. 4. Chữa sót. Húng quế có khả năng sát trùng, diệt nấm mốc, kháng khuẩn hiệu quả nên có thể dùng để chữa bệnh sốt. Loại rau này có thể làm dịu nhiều kiểu sốt khác nhau, từ các cơn sốt có liên quan đến những căn bệnh nhiễm khuẩn, thông thường đến bệnh sốt rét. Theo y học cổ truyền của người Ấn Độ, để cắt cơn sốt, người bệnh cần uống nước sắc từ lá húng quế. 5. Ngăn ngừa stress. Lá húng quế có công dụng chống căng thẳng. Một kết quả nghiên cứu được thực hiện tại Ấn Độ cho thấy, húng quế giúp duy trì mức bình thường của cortisol, hormone gây stress trong cơ thể. Chúng làm dịu thần kinh, điều chỉnh khả năng tuần hoàn máu và đánh bại các gốc tự do, vốn là một yếu tố quan trọng gây stress. Những người làm các công việc có khả năng gây căng thẳng thần kinh cao có thể nhai khoảng 12 lá húng quế 2 lần mỗi ngày để ngăn ngừa stress một cách tự nhiên. 6. Phân hủy sỏi trong thận. Húng quế là một trong những loại rau lợi tiểu và khử độc rất tốt cho thận. Chúng làm giảm lượng axit uric trong máu. Một trong những lý do chính gây bệnh sỏi thận là do tình trạng dư thừa của axit uric trong máu, giúp làm sạch thận. Để chữa sỏi thận, bạn có thể uống nước ép từ lá húng quế với mật ong mỗi ngày trong vòng 6 tháng. 7. Trị đau đầu. Húng quế có thể làm dịu các cơn đau đầu do bệnh viêm xoang, dị ứng, cảm lạnh hay chứng đau nửa đầu gây ra. Điều này xuất phát từ khả năng giảm đau nhức và làm thông mũi của các loại lá này, giúp xoa dịu các cơ đau và giải quyết tận gốc nguyên nhân gây bệnh. Nếu đang bị đau đầu, bạn chỉ cần giã nát lá húng quế, cho vào nước đun sôi, để đến khi nước còn ấm thì dùng khăn nhúng vào nước, vắt hơi khô và đắp lên trán. Ngoài ra, cũng có thể cho vài giọt tinh dầu húng quế vào nước ấm, dùng khăn nhúng nước và đắp lên trán. 8. Giúp cai thuốc lá. Những hợp chất chống stress của rau húng quế giúp chúng trở thành những giải pháp lý tưởng cho những người đang muốn từ bỏ thói quen hút thuốc lá. Húng quế sẽ làm dịu thần kinh, xua tan căng thẳng, những yếu tố có liên quan đến tình trạng thèm thuốc lá. Loại rau này còn có tác dụng làm mát cổ họng, tương tự như bạc hà, nên sẽ giúp kiểm soát cảm giác thèm hút thuốc nếu như bạn nhai chúng thường xuyên. Chỉ cần giữ một lá húng quế trong túi và nhai chúng khi bạn cảm thấy thèm thuốc, dần dần bạn sẽ từ bỏ được thuốc lá. Tác dụng chống oxy hóa của lá húng quế còn giúp khắc phục những tổn hại cho các cơ quan bên trong cơ thể, vốn luôn gia tăng theo thời gian hút thuốc lá.
chính, bảo vệ sức khỏe cho da và tóc. Lá rau húng quế có khả năng thanh lọc cơ thể rất hiệu quả. Khi ăn sống loại gia vị này, chúng sẽ lọc máu, cung cấp cho da, mang lại cho bạn một làn da sáng bóng và ngăn ngừa hiệu quả sự xuất hiện của mụn. Bên cạnh đó, húng quế còn có tác dụng làm dịu cảm giác ngứa rát trên da đầu, chống rụng tóc. Ăn lá húng quế, uống nước ép, hoặc đắp mặt nạ từ hỗn hợp lá húng quế giã nát đều có tác dụng tốt cho da và tóc. 10. Chữa những bệnh về đường hô hấp. Điều chỉnh khả năng miễn dịch, chống ho, giúp kiềm chế trung tâm ho, hạn chế số lượng các cơn ho và làm lông đờm, giúp tống đẩy đờm ra khỏi ngực là những công dụng giúp húng quế trở thành phương thuốc dân gian hiệu quả cho những căn bệnh như ho, cảm lạnh hay bệnh có liên quan đến đường hô hấp, bao gồm viêm phế quản cấp tính và mãn tính. Một tác dụng khác của húng quế là khả năng kháng khuẩn và chống nấm, giúp đánh bại tình trạng nhiễm khuẩn có liên quan đến các rắc rối ở đường hô hấp. Húng quế còn có thể làm dịu tình trạng xung huyết vì chúng có chứa những hợp chất như camphene, eugenol và cinnella trong tinh dầu của mình. Tác dụng chống dị ứng và kháng viêm còn hỗ trợ cho việc điều trị những căn bệnh dị ứng ở đường hô hấp. Bản tin sức khỏe tự nhiên hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin lần sau. Thân ái! Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé! Vì sức khỏe người Việt.